Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, hôm qua 10 tháng 10, công an thành phố Bảo Lộc đã bắt Trương Văn Hưng, 52 tuổi, quê Thái Bình, người bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan nhà nước khi đối tượng đang lẫn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra quản lý hộ khẩu lưu trú, công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện đối tượng Trương Văn Hưng, đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan nhà nước. Theo nội dung vụ án, vào tháng 4 năm 2011, Trương Văn Hưng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả làm trung tá quân đội, dùng một loại nước lã và xít, được cho là chất DK07, một loại hóa chất đặc biệt có thể phá hủy kim loại cho quân đội quản lý, sau bán với giá 600.000 đô la Mỹ, tương đương 12 tỷ đồng. Tiếp tục hành vi lừa đảo, Hưng dùng loại nước hóa chất tự tạo bán cho một người ở thành phố Hà Nội và được người này đặt cọc 100 triệu đồng và 5.000 đô la Mỹ Xong sau khi nhận được tiền cọc, thì Hân đã tắt máy điện thoại, bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả điều tra bước đầu của Công an thành phố Hà Nội, có 5 người bị nhóm của Trương Văn Hân lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ 300 triệu đồng đến 600.000 đô la Mỹ từ việc bán loại nước lã giải chức DK07. Sau đó, đối tượng Hân cùng đồng bọn đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Tuy nhiên, Trương Văn Hân đã trốn thoát trong lúc điều trị bệnh. Vào thành phố Bảo Lộc, đối tượng này đã thay đổi họ tên để lẩn trốn. Hiện đối tượng Trương Văn Hân đang được công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục đấu tranh làm rõ những tình tiết của vụ án. Hiện ông Lưu giữ được trên 70 bài men cổ, men ngọc, men lam, men rau. Dưới bàn tay khéo léo của mình, nghệ nhân Trần Văn Độ đã dùng những bài men đó tái phục hàng trăm sản phẩm gốm cổ từ thời lý Trần Lê như lư hương, chân đèn, bát đĩa, được thể hiện qua các lớp men rạn, men chảy các màu trắng, nâu, xanh ngọc.